Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 19 tháng 4 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua tại Trà Vinh đã khiến cho hơn 1.300 hộ nuôi tôm bị thiệt hại. Đa số tôm nuôi bị chết trong giai đoạn từ 25 cho đến 45 ngày tuổi và chủ yếu là bị bệnh đốm trắng hay là hoại tử gan tụy. Trong đó, huyện Cầu Ngang là địa phương có diện tích nuôi tôm bị thiệt hại nhiều nhất tỉnh với gần 21% số lượng tôm sú giống và trên 22% số lượng tôm thẻ chân trắng thả nuôi bị thiệt hại. Và hiện tại thì tình hình thời tiết tại Trà Vinh nói riêng cũng như là khu vực Nam Bộ nói chung vẫn tiếp tục chuỗi ngày không mưa nắng nhiều cùng mức nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều dao động trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ còn chạm ngưỡng 38 độ. Trước tình hình diễn biến thời tiết còn phức tạp trong thời gian tới, bà con nuôi tôm cần theo dõi, quản lý ao nuôi, đề phòng tôm bị sốc, ảnh hưởng không tốt đến sức đề kháng của tôm. Bên cạnh đó, nắng nóng thường làm cho độ mặn tăng cao, độ trong thấp, rong tảo phát triển nhiều, dẫn đến tôm chậm lớn, bị đỏ thân do thiếu oxy. Vì vậy, nếu có nguồn nước thì bà con cần cấp nước để bù vào lượng nước bốc hơi, nên cấp nước từ từ, khoảng từ 20 cho đến 30% lượng nước trong ao, cấp vào lúc trời mát. Bà con lưu ý cấp nước cần qua ao lắng và xử lý rồi mới đưa vào ao nuôi. Ngoài ra thì bà con cũng nên sử dụng chế phẩm sinh học định kỳ giúp ổn định môi trường, hạn chế khí độc trong ao nuôi. Quay trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Bắc Bộ, mặc dù khối không khí lạnh suy yếu nhanh, tuy nhiên thì rãnh gió Tây trên cao còn duy trì, nên trong đêm nay và chiều tối mai, khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc vẫn có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong cơn dông cần hết sức đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc xoáy và mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. Các khu vực còn lại của miền Bắc thì mưa xuất hiện ít hơn, nhiệt độ thấp nhất vào thời điểm này dao động từ 19 cho đến 23 độ. Đến trưa chiều mai thì trời giảm mây, đôi lúc có nắng nhẹ, nâng mức nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn miền lên ngưỡng từ 27 cho đến 31 độ. Không khí lạnh suy yếu nên mưa ở miền Trung cũng nhanh chóng giảm xuống diện vài nơi vào đêm và sáng sớm. Còn vào ban ngày thì trời khô ráo và có nắng với mức nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 cho đến 33 độ ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân và từ 32 cho đến 35 độ ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Thưa bà con, thời tiết chuyển mùa, nóng lạnh đan xen tại Bắc Bộ thời gian này là điều kiện thuận lợi cho bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm trên đàn gà phát triển. Bệnh thường có các biểu hiện đặc trưng như là ngạt từng cơn, khạc đờm lẫn máu, phù nề đầu và có thể kèm theo viêm mí mắt. Để phòng trừ bệnh thì bà con cần giữ gìn vệ sinh chăn nuôi thú y thật tốt, chủ động dùng vaccine phòng trị bệnh. Với gà bị bệnh thì bà con phải thực hiện đồng thời hai phương pháp điều trị. Một là cho uống hoặc là nhỏ trực tiếp ngay lập tức vaccine trị bệnh cho đàn gà, sau 10 ngày cho uống nhắc lại. Hai là bà con có thể cho uống thuốc trị bệnh theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Tiếp theo xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm, cần cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 cho đến 31 độ và độ ẩm trung bình từ 85 cho đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong đêm nay và chiều tối mai tại các tỉnh vùng núi, cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 30 độ và độ ẩm trung bình biến đổi từ 85 đến 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều phía Nam có nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 cho đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 29 cho đến 30 độ, phía Nam từ 31 cho đến 33 độ. Độ ẩm trung bình từ 83 cho đến 88%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ và độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại đây mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cảnh giác với gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất biến đổi từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ và độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Các tỉnh Nam Bộ thì mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Độ ẩm trung bình từ 75 cho đến 80%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.